đi ăn nhà hàng là cách mà nhiều người chọn để thay đổi không khí cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, có một vấn đề đa số họ đều mắc phải trong khâu gọi đồ ăn, đó là thường gọi nhiều hơn lượng ăn gây ra tình trạng lãng phí. Những lúc này, họ rất muốn được mang thức ăn về nhưng điều đó chỉ xảy ra ở những nhà hàng tầm trung, còn lại ở những nơi cao cấp, đạt chuẩn sao này sao nọ thì sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tại sao vậy? Thứ nhất, nhà hàng không muốn phá vỡ phần trình bày của món ăn. Đồ ăn ở các nhà hàng lớn thường được trình bày không chỉ đẹp mắt khách hàng mà còn gần như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó chính là đứa con tinh thần của những người đầu bếp danh tiếng với hy vọng khi chúng được bồi bàn mang ra, kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của chiếc khăn trải bàn, cộng với không gian xung quanh cùng tiếng nhạc dương dương sẽ tạo được cảm giác ấn tượng cho khách. Những món ăn được trình bày vô cùng công phu và thể hiện đẳng cấp của món ăn. Khách có thể không ăn hết nhưng các nhà hàng này cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho khách gói mang về bởi một lẽ đơn giản, khi cho vào hộp rồi, phần trình bày sẽ không còn nữa. Điều đó một phần phá vỡ ý đồ sáng tạo ban đầu của đầu bếp và phần nữa là sẽ làm thực khách nghĩ rằng đồ ăn này cũng thường thôi. Họ sẽ giảm bớt sự hào hứng, phần khiếp nếu lần sau còn ghé qua. Đó được coi như là sự thất bại của bất cứ nhà hàng nào. Thứ hai, thức ăn có thể bị bỏng trong quá trình khách mang về. Ngoài việc đảm bảo ấn tượng phần nhìn cho khách thì các nhà hàng hạng sang còn nghĩ xa đến cả việc tránh cho khách ăn phải đồ bị ôi, thiên. Bởi khi khách yêu cầu gói đồ ăn mang về, họ sẽ mang thức ăn đi một quãng đường trong điều kiện bảo quản không tốt. Lúc đó, đồ ăn đặc biệt là những món tái, sống, sẽ nhanh chóng bị phân hủy và tạo ra thứ mùi không mấy hấp dẫn. Và khi khách hàng về đến nhà và mở gói đồ ăn ra, họ sẽ không thấy chúng còn ngon nữa. Vì tiếc, họ sẽ ăn chúng nhưng trong đầu hẳn sẽ có suy nghĩ là đồ ở đây quá ra không ngon. Và lần sau, cơ hội để họ lựa chọn lại nhà hàng chỉ còn 50% mà thôi. Thêm vào đó, thực khách đến ăn tại nhà hàng sẽ được phục vụ tận tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được cung cấp những món ăn ngon đúng nhu cầu và hơn hết, đảm bảo được cả màu sắc, mùi vị của món ăn mà nếu mang về, những tiêu chuẩn này có nguy cơ bị phá hủy. Ngoài ra, gần như tất cả mọi món ăn trừ salad và một số món bánh, đồ tráng miệng, sẽ ngon và trọn vẹn nhất khi được ăn lúc còn nóng và ăn ngay. Thứ ba, vì sức khỏe của khách và danh tiếng của nhà hàng. Hầu hết những túi đựng thực phẩm mang về nếu không phải là đồ nhựa thì cũng là gói giấy, túi ni lông, những vật dụng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, làm thay đổi mùi vị, thậm chí có thể sản sinh ra vi khuẩn gây hại nếu không được vệ sinh sạch sẽ. Chưa kể, khi khách mang thức ăn về, ai đảm là họ sẽ về nhà và ăn luôn hay lại để ở đâu đó rồi mới chợt nhớ ra. Như thế, khi khách ăn họ có thể bị ngộ độc thực phẩm. Và ở thời đại thông tin như thế này, một vụ ngộ độc thực phẩm ở một nhà hàng hạng sang mà được đăng trên mạng xã hội thì sẽ rắc rối cực to. Chưa kịp biết tính đúng sai của sự việc, một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng đã nhảy bổ vào xâu xé và tế sống nhà hàng không thương tiếc. Chưa kể, nhà hàng còn phải bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả tiền viện phí, phí tổn thất cho nạn nhân và mất một lượng lớn khách hàng. Nhiều đó tổng kết lại, nhà hàng tiêu chuẩn cao không đồng ý cho khách gói đồ ăn mang về là đúng với công sức xây dựng thương hiệu của họ.